dụng cụ đắp móng gieo bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gieo là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gieo ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gieo bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gieo là kỹ thuật gì? Đắp gieo là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột, nhưng đắp gieo sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gieo đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gieo để làm khô. Kỹ thuật đắp gieo đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gieo chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa, đắp gieo còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gieo được nhiều chị em ưa chuộng bởi: chất gieo mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gieo không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gieo là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gieo gồm có những gì? Dụng cụ đắp gieo cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gieo cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gieo bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gieo đắp nền móng là gieo dẻo pha sẵn trong hũ, bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gieo đắp trang trí thường có nhiều màu sắc hoặc gieo kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel, miếng lụa đắp móng dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, Gua Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn tóc hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. Gua Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại, và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt, cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm, mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn.
Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, nêm các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn. Tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, charm mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe nay tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và phong móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nêu nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản.